Bạn nào đang cần tìm một chiếc bàn nhỏ gọn, vừa có thể di chuyển, vừa có thể mở rộng tùy ý, thì đây chính là sản phẩm phù hợp cho mọi người. Đây chính là bộ bàn trà mới của bên mình với thiết kế vô cùng sang trọng. Mặt bàn sử dụng kính cường lực giúp tăng độ bền. Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng lau chùi mà không gặp khó khăn gì. Điểm đặc biệt của cái ghế này đó là không gian rộng bên trong có thể chứa đồ. Với những chiếc ghế được thiết kế ẩn như thế này có thể giúp bạn mở rộng thêm khu vực ngồi. Chiếc bàn này có thể dễ dàng mở rộng trong không gian làm việc. Hay nếu cần thiết, có thể mở rộng thêm thành bàn ăn. Và khi không cần thiết, bạn có thể di chuyển bộ bàn sang nơi khác để tận dụng không gian. Việc thao tác để chiếc bàn này biến thành những chức năng như trên cũng rất đơn giản. Bạn chỉ cần dùng một lực nhỏ để có thể thay đổi các chức năng của nó. Với chức năng có thể mở rộng và linh động trong di chuyển, thì bộ bàn này phù hợp với những gia đình có không gian vừa và nhỏ. Nếu mọi người quan tâm đến bộ bàn trà này, thì hãy để lại comment ở phần bình luận nhé. Nếu mọi người muốn xem thêm các sản phẩm và nội thất thông minh, hãy vào trang web của Federcore. Sắp tới chúng mình sẽ có rất nhiều chương trình ưu đãi, link mình đã đặt ở phía dưới phần mô tả. Federcore, nội thất độc lạ, thông minh số 1 Việt Nam.